Hơn 2 tháng nay, những cơn đau của khối u tái mọc sau một lần mổ hành hạ chị Liễu mỗi ngày một nặng. Có những buổi, chị chỉ có thể nằm chịu đau để con gái lớn tự xoay sở việc nhà, con trai tự loanh quanh nghịch. Cũng bởi hơn 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội là hơn 2 tháng chị chẳng có người thuê mướn để kiếm hơn 1 triệu đồng trang trải như trước đó. Mới từ đợt dịch thì mình không có tiền để mua thuốc. Thì mình cứ đau liên tục, nằm biệt thế này bởi vì không có tiền để mua thuốc. Tiền thuốc của mẹ thì phải cắt, nhưng tiền thuốc cho cô con gái lớp 6 vốn sinh ra đã chỉ có một quả thận, lúc nào cũng gầy yếu thì không đành. Vậy nên, ngoài bấu víu vay mượn họ hàng, thì mọi chi phí sinh hoạt, chị Liễu chỉ có thể trông chờ vào khoản trợ cấp hộ nghèo mà nhiều lúc phải nhờ mẹ đi lĩnh hộ. 2 tháng thì không mới đi lĩnh cho nó được, hai đứa con được triệu tư mới chục. Tôi đi lĩnh cho thay năm. Nó bảo mỉ bị con mệt quá mà bây mình lấy sổ mình đi lĩnh cho cháu còn đi. Còn cái đứa kia nó đi nó không lĩnh được. May mắn hơn chị Liễu, gần 10 ngày nay chị Vân đã đi làm trở lại. 7 năm gắn bó với xưởng đồ thủ công cho người khuyết tật câm điếc, với đủ khó khăn của những ngày bắt đầu. Nhưng với chị Vân, đợt nghỉ dịch vừa rồi là quãng thời gian vất vả, lo lắng nhất. Chúng tôi cảm thấy là chúng tôi nghỉ ở nhà không có một cái nguồn thu, không có một sự thêm cái thêm thắt gì cho cái cuộc sống. Và lúc đấy chúng tôi ở nhà chúng tôi cảm thấy rất là thất vọng. Bây giờ cái thời gian mà quay lại cũng được ít thôi, nhưng mà cái sự nhàm chán của chúng tôi không có. Chúng tôi cảm thấy mạnh khỏe này, rồi cảm thấy rất là vui này. Không một tiếng nói chuyện, nhưng tiếng nhồi bông, tiếng máy may và cả những sản phẩm thành hình đủ nói lên niềm vui của chị Vân cùng gần 30 lao động nữ khuyết tật câm điếc khác. Dẫu vậy, niềm vui vẫn đi cùng với nỗi lo, bởi nếu dịch quay trở lại, công ty không bán được hàng, cơ hội làm việc với những lao động như họ lại càng mong manh hơn. Sợ nhất là mùa Covid mà không hết nhanh thì cái công ty Kim Việt nó sẽ sụp đổ, thì tất cả mọi anh em chúng tôi sẽ không đi làm. Không có những cái chương trình làm thì tất cả cuộc sống sẽ bị đổ vỡ hết. Các bạn ấy, người chồng cũng không có việc và hoàn toàn trông vào cái đồng lương của các bạn ở xưởng. Thì thực sự nhìn những cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi không nỡ để cắt giảm. Những món đồ thủ công này đã được công ty chuyển hướng sang bán online, hướng đi mới và cả hy vọng mới cho những lao động nữ này. Còn chị Liễu, sau những cơn đau, cũng gượng dậy để chăm lấy cái cây, nuôi lấy đàn vịt mà mẹ chị mới mua. Chị bảo, dù ít thì đó cũng là hy vọng để chị có thể bước qua những khó khăn của đại dịch này, trong lúc chờ để có thể được thuê làm trở lại.